thứ sáu tuần 4 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô. Khi ấy, vào ngày sinh nhật Hê-rô-đê, nhà vua thích tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilea. Khi con gái nàng Hê-rô-đi-a-đê tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hê-rô-đê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muốn gì cứ xin, trẫm sẽ cho." Và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho." Cô ra hỏi mẹ: "Cô nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gioan Tẩy Giả." Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa." Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách nên không muốn làm thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan và đặt trên đĩa rao cho thiếu nữ. Thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mộ. Suy niệm: vua Hê-rô-đê là người ham sắc dục nên đã cướp bà Hê-rô-đi-a-đê là vợ của anh mình. Bà Hê-rô-đi-a-đê là người phụ nữ ham muốn quyền lực và danh vọng nên sẵn sàng chạy theo Hê-rô-đê. Hai con người này kết hợp với nhau dẫn đến cái chết của người công chính là Thánh Gioan Tẩy Giả. Trong thời đại ngày nay cũng thế. Để thỏa mãn bản năng thấp hèn của mình, người ta sẵn sàng gây ra biết bao tội ác. Người công giáo phải nhìn vào tấm gương của Thánh Gioan để can đảm sống theo chân lý của tin mừng, dù phải chấp nhận những hy sinh và thiệt thòi. Lạy Chúa, xin đừng để gia đình chúng con sống buông thả theo lối sống trần tục, nhưng giúp chúng con biết lắng nghe lời Chúa và giáo huấn của các chủ chăn, để gia đình con sống đẹp lòng Chúa.